Chảy máu cam là hiện tượng thường gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em tới người lớn. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng hết sức bình thường nên không quan tâm thăm khám. Ít ai biết được rằng chảy máu cam cũng là biểu hiện của nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Đặc biệt là khi chảy máu cam ồ ạt, chúng ta phải biết cách sơ cứu kịp thời để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Và một điều cần lưu ý là trên thực tế, rất nhiều người sơ cứu sai khi chảy máu cam. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên hiện tượng chảy máu cam, có thể chia ra làm hai nhóm chính như sau. Chảy máu cam phát sinh từ mũi. Đây là nguyên nhân thông thường nhất. Mũi khô do thời tiết. Đây là một trong những nguyên nhân làm mũi của chúng ta chảy máu, đặc biệt là trong khoảng thời gian chuyển mùa. Vách ngăn lệch. Vách ngăn giữa hai bên mũi bị lệch khiến cho không khí đi vào trong mũi không cân bằng giữa hai bên, cũng là nguyên nhân làm cho mũi khô và dẫn tới chảy máu. Nhiễm trùng mũi. Các bệnh như cảm cúm, viêm xoang khiến mũi của chúng ta bị tổn thương và chảy máu. Va đập. Khi chúng ta bị ai đó đập trúng mũi hoặc đi không cẩn thận bị vấp ngã và làm tổn thương vùng mũi cũng là nguyên nhân thường gặp khiến mũi chúng ta bị chảy máu. Về cái nguyên nhân thì chảy máu cam là do cái tình trạng nó tổn thương các cái mạch máu nhỏ hay còn gọi là mao mạch ở trong liêm mạc mũi gây phá vỡ cái mao mạch và gây chảy máu từ mũi ra ngoài. Thứ nhất, chúng ta hay gặp là những cái trường hợp mà chấn thương, do chấn thương đập vào vùng mũi và gây chảy máu mũi. Thứ hai là nguyên nhân cũng rất là thường gặp là trong những cái mùa hanh khô, thay đổi thời tiết, độ ẩm không khí giảm thì cũng hay gây chảy máu cam. Nguyên nhân thứ ba mà chúng ta hay thường gặp trong cộng đồng là nguyên nhân tăng huyết áp. Nguyên nhân tăng huyết áp thì chúng ta thường gặp ở những người có độ tuổi lớn hơn khoảng 40. Một nguyên nhân nữa là thay đổi cái lượng tiết tố đối với những cái trường hợp là bệnh nhân là phụ nữ có thai hoặc là phụ nữ tiền mãn kinh thì có thay đổi các nội tiết thì cũng có thể gây chảy máu mũi. Một nguyên nhân nữa mà chúng ta cũng hay gặp trong những trường hợp mà viêm mũi dị ứng hoặc là viêm mũi xoang thì có thể gây tổn thương các cái mạch máu, mao mạch. Một nguyên nhân mà chúng ta ít gặp và hay gặp ở những người cao tuổi đó là những trường hợp mà có những cái u hoặc là ung thư ở trong mũi hoặc trong vòng có thể gây chảy máu mũi. Nguyên nhân thứ hai gây chảy máu cam là nguyên nhân phát sinh bên ngoài mũi. Đây là những trường hợp chảy máu cam không phải do các tổn thương vùng mũi gây ra. Lúc này người bệnh cần hết sức chú ý bởi có thể đã mắc một số bệnh như máu khó đông, hoại huyết và nghiêm trọng hơn có thể là bệnh ung thư máu. Do đó không nên chủ quan khi liên tục bị chảy máu cam. Trong những lĩnh vực chuyên môn mà thường hay đi cấp cứu thì cũng thường gặp những trường hợp mà chảy máu mũi rất là nhiều. Trong những trường hợp thì nguyên nhân do tăng huyết áp thì gặp nhiều hơn. Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân mà có tăng huyết áp thì chúng tôi sẽ dùng các cái thuốc hạ áp để ổn định huyết áp của bệnh nhân, đồng thời là sơ cứu và có thể tìm điểm chảy máu và ép cái điểm đó lại. Ép trực tiếp, không phải là ép bên ngoài. Cách sơ cứu khi chảy máu cam. Khi thấy có người chảy máu cam, chúng ta cần thực hiện các bước xử trí như sau. Để bệnh nhân ngồi thẳng lưng để hạ huyết áp ở các tĩnh mạch mũi.
bóp chặt mũi. Dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ bóp chặt mũi để ngăn không cho máu tiếp tục chảy, thở bằng miệng. Giữ như vậy từ 5 đến 10 phút. Động tác này sẽ ép chặt lên điểm chảy máu ở vách ngăn mũi và thường làm máu ngừng chảy. Để ngăn chảy máu tái phát sau khi máu đã cầm, không nên ngoáy hoặc xì mũi. Không nên cúi trong vòng vài giờ sau khi bị chảy máu. Cần giữ đầu ở mức cao hơn tim. Tôi xin hướng dẫn các bạn về cách sơ cứu chảy máu mũi ở trong cộng đồng. Cách sơ cứu thì rất đơn giản, người nào cũng có thể làm được. Thứ nhất là đối với những bệnh nhân chảy máu mũi còn tỉnh táo thì bệnh nhân nên tư thế ngồi và hơi ngả đầu ra phía trước để cho tránh máu mũi chảy vào đường thở và dạ dày. Chúng ta ngồi thẳng và hơi ngả đầu ra phía trước để cho máu không chảy vào đường tiêu hóa. Tiếp theo thì chúng ta có thể ấn nhẹ, từ nếu mà chảy máu ở bên nào thì chúng ta ấn bên cánh mũi bên đó, hơi ép nhẹ vào, khoảng vài phút máu có thể tự cầm. Trong những trường hợp chảy máu mũi nguyên nhân do tăng huyết áp thì những trường hợp đấy thì thường những người tăng huyết áp thì ở nhà lúc nào cũng có thuốc hạ áp, thì chúng ta nên dùng thuốc hạ áp trước. Không khí có độ ẩm thấp, hanh khô thì chúng ta nên tạo cái độ ẩm cho môi trường để giảm cái chảy máu mũi. Trong những cái trường hợp chảy máu mũi mà chảy nhiều và sơ cứu không được thì chúng ta nên đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Những trường hợp mà tăng huyết áp, dùng thuốc hạ áp không được, chúng ta cũng lên tới bệnh viện. Trong những trường hợp mà tác động mạnh vào vùng đầu và có chảy máu mũi thì chúng ta lên đến bệnh viện để kiểm tra, thì có thể là có thể máu ở mũi chảy ra không phải là máu ở mũi mà là máu ở một vùng khác tổn thương trên đầu chảy qua đường mũi. Nếu chảy máu tái diễn, hãy hít mạnh vào để làm sạch các cục máu đông trong mũi. Xịt cả hai bên mũi bằng thuốc xịt mũi chống sung huyết chứa oxymetazoline như Afrin, Dristan. Bóp chặt mũi lại và gọi bác sĩ. Lưu ý, chúng ta thường có thói quen khi chảy máu cam thì ngả đầu ra sau. Đây là điều hết sức sai lầm. Ngả đầu ra phía sau có thể khiến cho người bệnh bị sặc, ho do máu chảy xuống miệng. Nếu máu chảy xuống miệng thì không được nuốt mà phải đẩy chúng ra ngoài ngay lập tức. Nếu thấy hiện tượng chảy máu cam diễn ra thường xuyên, lượng máu ra nhiều thì phải đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra. Nếu mà chúng ta chảy máu cam và chúng ta nằm ngửa thì máu nó sẽ theo mũi sau và sẽ chảy xuống họng và chúng ta sẽ nuốt vào trong cái thực quản. Thì xuống dạ dày thì máu nó sẽ tiêu hóa ở dạ dày và sinh ra có rất nhiều chất hơi và gây chướng mụn và gây kích thích, gây nôn. Cái phương pháp mà sơ cứu chảy máu mũi thì chúng ta lên ngồi dậy và hơi ngả đầu ra phía trước chút để máu cam có thể chảy ra ngoài. Trong những trường hợp người dân mà chảy máu mũi nhiều, gọi lên trung tâm 115 thì trung tâm sẽ hướng dẫn cách sơ cứu ban đầu. Sau đó
nhân viên y tế sẽ xuống tận nơi kiểm tra với cái mức độ chảy máu nhiều thì ngoài những cái việc sơ cứu tại chỗ thì chúng ta có thể dùng những cái thuốc, chẳng hạn bệnh nhân mà chảy máu rất nhiều ảnh hưởng đến các cái dấu hiệu toàn thân như huyết áp tụt thì chúng ta có thể dùng các cái phương pháp toàn thân là nâng huyết áp. Những cái trường hợp mà chảy máu cam thì tốt nhất là không lên dùng những cái bông và thấm liên tục thì chúng ta có thể sẽ làm tổn thương thêm cái vị trí chảy máu. Chúng ta lên là nếu chảy máu ít thì chúng ta lên dùng ngón tay ép thành ép mũi, ép cánh mũi này vào thì chúng ta giữ một lúc thì máu, cái mạch máu nó sẽ đã tự cầm được. Và chúng ta nếu mà dùng bông hoặc là que tăm bông hoặc các thứ mà chọc thẳng vào trong mũi để lấy cái máu ra thì có thể sẽ làm tổn thương thêm và sẽ chảy máu thêm, không cầm được. Có những người mà sơ cứu bằng cách là nhét kín bông vào hai bên mũi ấy, thì cái đấy thì nó thứ nhất là có thể điểm chảy máu nó ở bên trong, chúng ta không thể chèn được vào cái điểm chảy máu đó mà chúng ta chỉ bịt được ở cái bên ngoài, nghĩa là ở bên trong máu vẫn cứ chảy và chúng ta chỉ là chặn đường ngoài ra thôi thì có thể nó sẽ không chảy ra ngoài nữa mà chúng ta nó lại chảy vào bên trong, bên trong họng chúng ta lại nuốt vào dạ dày. Cách phòng chảy máu cam. Khô mũi do thời tiết là nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng chảy máu cam. Do đó chúng ta cần bảo vệ mũi để mũi không bị khô. Khi đi ra ngoài thì phải đeo khẩu trang để bụi bẩn không có cơ hội bám vào và gây tổn thương mũi. Nếu có thói quen thường xuyên ngoáy mũi thì cần loại bỏ ngay. Ngoáy mũi là hành động gây tổn thương mạch máu trong mũi và dẫn tới chảy máu cam. Chúng ta có thể vệ sinh mũi của mình thật nhẹ nhàng bằng khăn giấy sạch, vừa an toàn lại không gây tổn thương mũi. Ngoài ra, chúng ta có thể xông mũi bằng hơi nước để giúp những mạch máu trong mũi được lưu thông, điều hòa hơn. Đơn giản là một cốc nước nóng, một tách trà đang nghi ngút hơi bay. Hoặc cầu kỳ hơn, có thể xông với nước đun vỏ cam, lá xả, vừa giúp thông mũi, lại tạo cảm giác sảng khoái cho cơ thể. Cách phòng chống ở trong cộng đồng thì trong những cái thời tiết mà có độ ẩm thấp hoặc là thời tiết lạnh quá hoặc nóng quá thì chúng ta nên bảo vệ cái đường hô hấp của chúng ta, không cho tác động trực tiếp vào cái niêm mạc mũi. Thứ hai là mũi thì có cái hệ thống bảo vệ, đó là cái hệ thống đông mũi. Thì chúng ta không nên là cắt bỏ hết để không cho tác nhân như khói bụi tác động trực tiếp vào cái niêm mạc và gây những cái viêm mũi dị ứng. Thì chúng ta có thể đề phòng được, đấy là những cái phòng bệnh đơn giản. Còn đối với những người mà tăng huyết áp thì chúng ta lên kiểm tra huyết áp thường xuyên, dùng thuốc huyết áp, ổn định cái huyết áp hàng ngày.